Người làng bà giúp việc bảo hành, bé gái thấy rùng mình vì hành động quá dã man. Chính quyền thôn Bình Thượng và người dân địa phương không thể hiểu nguyên nhân và thấy rùng mình khi xem clip bà Hằng bạo hành cho bé mới hơn 1 tháng tuổi. Hơn một ngày qua, người dân ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang bàn tán xôn xao về việc bà Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1950, người địa phương, có hành vi bạo hành cháu BN, chưa đầy 2 tháng tuổi, là con của vợ chồng chị NP, có địa chỉ tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chiều ngày 24 tháng 11, khi phóng viên có mặt tại khu vực gia đình bà Hằng sinh sống ở thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, người dân ở đây đang bàn tán không ngớt về đoạn video ghi lại cảnh bà Hằng bạo hành cháu BN. Khi xem đoạn video, nhiều người dân ở xã Yên Thọ cảm thấy vô cùng bất ngờ và căm phẫn trước hành động của bà Hằng. Mặc dù là bà con hàng xóm với nhau, xem xong đoạn video mà tôi thấy rùng mình. Hành động này là quá dã man, không thể chấp nhận được. Không hiểu bà ta lúc đánh cháu bé có nghĩ gì hay không, chứ người bình thường chắc chẳng ai dám làm như vậy. Một người dân ở thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên chia sẻ. Trao đổi với phóng viên về quá trình sinh sống ở địa phương của bà Nguyễn Thị Hằng, ông Hoàng Trần Hùng, bí thư thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên cho biết. Vào sáng ngày hôm qua, 23 tháng 11, ông Hùng được các con cho xem đoạn video về việc bà Hằng có hành vi bạo hành một bé gái chưa đầy 2 tháng tuổi. Lúc sáng, xem đoạn video vì không rõ mặt lại không ghi rõ tên, địa chỉ của người đánh cháu bé nên tôi không nghĩ bà Hằng lại gây ra vụ việc này. Đến buổi chiều, khi các cháu thanh niên nói chuyện, bàn tán xôn xao và có cả hình ảnh, tên tuổi đầy đủ của bà Hằng tại cơ quan công an, thì tôi mới tin đó là người của địa phương. Thực tình không thể hiểu nổi vì lý do gì mà chị ta lại hành động một cách dại dột và dã man đến như vậy với một đứa trẻ còn quá nhỏ, ông Hùng thông tin. Theo ông Hùng, ở địa phương gia đình bà Hằng khá cơ bản, có kinh tế ổn định. Hai vợ chồng bà Hằng có 4 người con và đều đã lập gia đình, công việc ổn định. Hiện tại chỉ có mình vợ chồng bà này sinh sống ở quê, còn các con sau khi lập gia đình đều ở xa. Bà Hằng đã đi làm giúp việc cho các gia đình ở trên thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khoảng 3 năm nay. Trong khoảng thời gian đi làm, bà này cũng thường xuyên về quê, nhất là các dịp lễ Tết hoặc hai bên gia đình nội ngoại có đình đám. Khi bà Hằng đi làm giúp việc thì chồng ở nhà làm các việc gia đình và thỉnh thoảng đi làm công nhân. Hai vợ chồng bà Hằng sinh sống ở địa phương chưa có mâu thuẫn gì với ai bao giờ. Gia đình cũng rất im ấm, hòa thuận. Các con cái đều đã có gia đình và thành đạt. Có thể nói đây là một gia đình cơ bản, điển hình của thôn. Khi xem đoạn video bà Hằng đánh cháu bé, tất cả mọi người trong thôn chúng tôi đều cảm thấy rất sốc. Tối qua con dâu tôi đi dậy về cầm điện thoại xem, nó còn bật khóc vì thương cháu bé. Ông Hùng chia sẻ, vị bí thư thôn Bình Thường cũng cho hay, mặc dù cùng là bà con hàng xóm với nhau, nhưng khi xem đoạn video rất nhiều người ở thôn cảm thấy bức xúc trước việc làm của bà Hằng. Cùng chung nhận xét với ông Hùng, ông Hoàng Trần Đông, chủ nhiệm hợp tác xã thôn Bình Thượng và cũng là anh họ của bà Hằng cho biết, gia đình bà Hằng đều là những người có học, tuy nhiên không ai có thể hiểu vì sao bà Hằng lại có hành động bạo hành cho bé mới hơn 1 tháng tuổi. Con cái cô ấy đều học hành đâu ra đấy, kể cả bố mẹ cũng thế, không có điều tiếng gì. Bản thân cô Hằng giao tiếp sống với mọi người rất tốt, vậy mà không hiểu tại sao lại có thể xảy ra việc bạo hành trẻ nhỏ như vậy. Ông Đông nói, theo ông Đông, giữa vợ chồng bà Hằng và anh em trong nhà có một chút mâu thuẫn nhỏ. Sau khi mẹ chồng bà Hằng mất cách đây một thời gian, tuy nhiên sau đó mâu thuẫn này đã được giải quyết ổn thỏa. Ông Đông cũng cho biết, bà Hằng chưa có tiền sử gì về bệnh thần kinh và trong suốt mấy chục năm qua cũng không hề có biểu hiện gì về bệnh thần kinh hay tính khí bất thường. Ông Đông cũng chia sẻ, trước khi bà Hằng có hành động bạo hành cháu BN thì có một gia đình ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam đang sinh sống ở thành phố Phủ Lý có ý định đưa bà Hằng về nhà mình để làm giúp việc. Tuy nhiên gia đình người này chưa kịp đưa bà Hằng về thì xảy ra sự việc trên. Lời khai của người giúp việc tung hứng đánh đập bé gái dã man, do cháu khóc tôi không dỗ được. Liên quan đến sự việc bé BN sinh ngày 5 tháng 10 2017, con của chị NB bị người giúp việc bạo hành dã man đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sáng ngày 24 tháng 11, Công an thành phố Phủ Lý, Hà Nam cho biết, qua quá trình điều tra xác định, nữ giúp việc là bà Nguyễn Thị Hằng, 58 tuổi, được gia đình thuê từ ngày 27 tháng 9. Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Hằng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, bà Hằng trong thời gian hơn 2 tháng làm giúp việc, có kiêm thêm trông cháu BN,
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 20 đến ngày 22 tháng 11, vợ chồng chị B đi vắng, bạn đã có hành vi bạo hành như dùng tay đánh nhiều nhát vào gáy, đầu, người và tung hứng cháu nhỏ hơn 1 tháng tuổi một cách dã man. Trả lời câu hỏi của cảnh sát về hành vi liên tục tung cháu bé lên, bà Hàng cho biết do cháu bé khóc nên bà bế lên dỗ cho cháu đi ngủ để còn đi làm việc. Cháu nó khóc, tôi không dỗ được. Có những công việc bức xúc khiến cho tôi bực mình, đầu óc không bình tĩnh nữa, người phụ nữ cho biết. Người giúp việc cũng khai rằng hàng ngày công việc chính của bà là chăm sóc cháu bé. Ngoài ra, mỗi khi chủ nhà đi làm về thì bà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nhưng vì muốn cho mọi việc xong sớm nên bà dỗ cháu bé ngủ để làm những việc dọn dẹp trên. Chồng của người giúp việc tung hứng đánh đập bé gái hơn 1 tháng tuổi cho biết ở nhà vợ rất nóng tính. Như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 23 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam đã bắt khẩn cấp người giúp việc tung hứng đánh đập bé gái hơn 1 tháng tuổi. Danh tính người giúp việc được xác định là bà Nguyễn Thị Hàng, 58 tuổi. Hiện tại bà Hàng đang bị cơ quan công an bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Hành vi tung hứng đánh đập cháu bé hơn 1 tháng tuổi của bà Hàng sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến cho rất nhiều người phẫn nộ và bức xúc. Sáng ngày 24 tháng 11, chúng tôi đã tìm về nơi gia đình nữ giúp việc đang sinh sống để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện. Ông Minh, chồng bà Hàng chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại. Từ khi biết được sự việc đến nay, ông ngóng từng giờ từng phút được gặp vợ nhưng công an vẫn chưa cho gặp. Hôm qua, tôi ở đó cả ngày mà chưa được gặp. Đến tối tôi về nhà và sáng nay lại mang áo rét lên cho vợ, nhưng công an chỉ cho gửi vào chứ không được gặp trực tiếp, ông Minh cho hay. Chồng nữ giúp việc chia sẻ thêm, thường ngày ở nhà vợ ông rất nóng tính. Tuy nhiên, trước khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông không hề có mâu thuẫn gì. Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 23 tháng 11, ông có đến gia đình nhà cháu bé bị bạo hành để xin họ tha thứ, nhưng họ không đồng ý và nói cứ để cơ quan pháp luật giải quyết. Tôi vô cùng bất ngờ khi công an thông báo vợ tôi bạo hành đứa bé. Thực sự tôi bây giờ đang rất rối bời, giờ tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi chỉ biết chờ đợi để được gặp vợ, còn sự việc thế nào thì phải đợi công an, ông Minh nói. Được biết, gia đình ông Minh có 4 người con, tất cả đều đã trưởng thành. Từ trước đến nay ở quê gia đình không hề có điều tiếng gì với dân làng. Trước đó, ngày 22 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn clip ghi lại cảnh nữ giúp việc bạo hành trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi. Trong đoạn clip, người giúp việc đã có nhiều hành động bạo lực dành cho trẻ như nhét khăn vào mồm, đánh vào lưng, tát vào mặt trẻ nhỏ, khiến cho nhiều người căm phẫn. Loạt clip được đăng tải cho thấy hành động đánh vào đầu tung hứng bé gái, kể cả bỏ mặc cho bé khóc một mình, được người phụ nữ trên lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Liên hệ với chị NB, phụ Lý Hà Nam, là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, đồng thời cũng là mẹ của bé gái bị bạo hành dã man trong đoạn clip. Chị B cho biết, sự việc trên được gia đình chị phát hiện vào khoảng 5 giờ 30, chiều ngày 22 tháng 11. Lúc đó, tôi và chồng đi đón đứa lớn, đi học về. Trong lúc chờ đợi chồng tôi tranh thủ mở điện thoại ra xem camera ở nhà thì phát hiện sự việc này. Vợ chồng tôi rất sốc, rất thương con. Nó mới chưa đầy 2 tháng tuổi. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.